Tạ Đoạn nguy đáp ứng yêu cầu của cô Nhưng cảnh cáo cô không được nhắc đến chuyện Hai người hết ân nghĩa không ai nợ ai Thầy Tạ nguy mạo hiểm để giúp Khương Tuyết Ninh Lữ huyền lo lắng Nếu có sơ suất xảy ra giữa trường thì kế hoạch báo thù Tính nhiều năm của anh sẽ đổ bể Cùng lúc này Lâm Tư Vương cầu xin Thái Hậu Giúp một muội thẩm ý chỉ những lời thái hậu nói khiến công chúa vô cùng đau lòng không muốn nói thêm với bà tạ nguy vốn lên kế hoạch để cứu công chúa thậm chí y bên ngoài cung nhưng một sự việc bất ngờ xảy ra khiến anh phải mạo hiểm Khương Đức Ninh đến cung của công chúa, nói toàn bộ kế hoạch trốn chạy cho cô, nhưng công chúa không chấp nhận quyết hy sinh bản thân để đổi lại yên bình cho người dân. Biết tin Khương Đức Ninh đến cung của công chúa, Tiết Thu lập tức sai người đóng cửa cung phía Bắc để đến gặp cô. Với tội coi thường tôn ti, phạm thượng bể trên, vi phạm cung quy, Tiết Thu phạt đánh Khương Đức Ninh. Tạ Nguy đợi rất lâu bên ngoài cửa cung biết Tiết Thu đánh Khương Đức Ninh, liền muốn xông vào nhưng một thái giám chịu ơn của Khương Đức Ninh kịp thời ngăn lại nghe lời khuyên của thái giám tạ nguy bế khương tuyết ninh lên xe ngựa đưa về phụ chữa trị anh không ngừng ăn ủi cô trên đường về ngay khi tạ nguy hôn nhẹ lên trán khương tuyết ninh đang ngủ thiếp đi thuộc hạ của anh vén rèm khương thượng thư ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh đó ngay hôm sau khương thượng thư thẳng thắn bày tỏ ông hy vọng tạ nguy chú ý hành động tránh gây hiểu lầm do không thay đổi được suy nghĩ của tạ nguy khương thượng thư đề cập tới chuyện hôn sự với khương tuyết ninh Tuy nhiên cô nói bản thân không muốn kết hôn xin ông cho mình về quê ở hẳn. Ở một diễn biến khác do chịu áp lực từ Thái Hậu và Hoàng Thượng, Lâm Tư Vương buộc lòng phải chọn Khương Tuyết Huệ, làm sắc phi thay vì Phương Phi để như đã hứa với cô trước đó. Không thể phản kháng, Khương Tuyết Huệ rơi nước mắt chấp nhận mối hôn sự. Trong một diễn biến sau đó, Châu Dần Chi bị Tiết Diệp bắt quả tang khi đang nén nốt xem hồ sơ lâu năm của Hưng Vũ Vệ. Định Quốc Công ép Châu Dần Chi phải khai ra người đứng sau chỉ đạo anh ta đạo huy bất ngờ khi nghe khương tuyết ninh nói muốn về quê sống thay vì tiếp tục đối trọi với tiết Sa chẳng phải trước kia ngài luôn nói ta bướng bỉnh bất trị yếu đuổi vô dụng sao bây giờ tại sao lại không cho ta đi khương tuyết ninh chất vấn tạ huy trước câu hỏi của cô anh đáp tình hình hiện tại đã khác trong một cảnh khác lỡ hiển lo lắng cho tạ huy nên tìm đến khương tuyết ninh tiết nộ tạ huy đã quyết đấu một trận sống mái với tiết Sa lỡ hiển mong khương tuyết ninh có thể ở bên chăm sóc tạ huy lúc anh phát bệnh và níu kéo anh lại. Khương Đức Ninh và Tạ Nguy gặp thích khách. Giữa tình cảnh nguy hiểm, Tạ Nguy cố gắng hết sức để bảo vệ Khương Đức Ninh chu toàn. Tạ Nguy sau đó rơi vào hôn mê. Khương Đức Ninh phát hiện trên tay anh có vết cắn, nên dùng miệng để hút máu độc. Tỉnh lại sau cơn mê, Tạ Nguy ngăn cản Khương Đức Ninh rời đi, còn cưỡng hôn cô.